Chúa ở cùng anh chị em. Sự thương có Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta theo Thánh Gioan. Khi ấy Chúa Giêsu cùng các môn đệ sang bên kia suối Cê-trông. Ở đây có một khu vườn, người vào đó với các môn đệ. Giu-đa tên phản bội đã biết rõ nơi ấy, vì Chúa Giêsu thường đưa các môn đệ tới đó hội họp. Vậy Giu-đa dâng đội binh và lính gác do các thượng tế và biệt phái cấp cho. Chúng đến đây mang theo đèn đua và võ khí. Chúa Giêsu đã biết trước mọi việc sẽ xảy đến. Người tiến ra và hỏi chúng rằng: các ngươi tìm ai? Chúng thưa rằng: bảo chúng rằng chính là ta đây. Giu-đa tên phản bội cũng đứng đây với chúng. Người vừa nói chính là ta đây. Thì chúng lùi lại và ngã xuống đất. Người lại hỏi chúng một lần nữa rằng: các ngươi tìm ai? Chúng thưa rằng: người liền đáp lại rằng: ta đã bảo các ngươi rằng chính là ta đây. Vậy nếu các ngươi tìm ta thì hãy để cho những người này đi. Như thế là trọn lời đã nói trong những kẻ cha đã ủy cho con. Con không làm mất người nào. Bây giờ Simon Phêrô sẵn thanh gươm, liền rút ra đánh tên đầy tớ vì thường tê và chiêm đứt một tay bên phải. Đầy tớ ấy tên là Mạn Cổ. Nhưng Chúa Giêsu bảo Phêrô rằng: hãy xỏ gươm vào vỏ. Ta không uống chén cha ta đã ban cho ta sao? Bây giờ đội binh, viên quan chức và lính gác của người Do Thái bắt trói người. Và trước hết điệu người đến nhà Anna, vì ông này là nhạc phụ ông Cai-pha làm thường tê năm ấy. Chính Cai-pha đã giúp ý kiến này cho người Do Thái, một người chết cho cả dân được nhờ. Nhưng Simon Phêrô và các môn đệ khác vẫn theo Chúa Giêsu. Môn đệ này quen biết vì thường tê nên cùng với Chúa Giêsu vào trong sân vì thường tê. Còn Phêrô thì ở lại gần cửa. Môn đệ khác vì quen biết vì thường tê nên ra nói với đưa giữ cửa và dẫn Phêrô vào. Đưa tớ gái giữ cửa liền bảo Phêrô rằng: chính ông có phải là môn đệ người này không? Phêrô đáp rằng: không phải đâu. Bọn đầy tớ và lính gác đã nhó một đống lửa, họ đứng đây mà sưởi vì trời lạnh. Phêrô cũng ở đây sưởi với họ, vì thường tê hỏi Chúa Giêsu về các môn đệ và giao ly của người. Người đáp lại rằng: tôi đã giảng công khai cho mọi người. Tôi đã luôn luôn giảng trong các hội quan và đền thờ, nơi mọi người Do Thái họp nhau.
tôi không nói gì bí mật cả. Sao lại hỏi tôi? Hãy hỏi những người nghe tôi nói, họ biết tôi nói những gì. Nghe nói thế, một tên lính gác đứng ở đó vả người một cái nói rằng: Ngươi dám trả lời vì thương tế như vậy sao? Ngươi liền đáp lại rằng: Nếu tôi nói sai thì hãy tỏ ra sai ở chỗ nào? Nếu tôi nói phải thì sao lại đánh tôi? Bây giờ Anna để người bị trói mà dân tay thường tê cai pha. Phêrô vẫn ở đây xưa hi. Có người hỏi Phêrô rằng: Cả ông nữa, có phải ông cũng là môn đệ Giê-xu? Phêrô nói rằng: Không phải đâu. Một tên đầy tớ vì thường tê có họ với người đầy tớ bị Phêrô chém đứt tai, bảo Phêrô rằng: Tôi đã chẳng thấy ông ở trong vườn với ông ấy sao? Một lần nữa Phêrô lại trôi và tức thì gà liền gáy. Bây giờ họ điều người từ nhà cai pha đến cổng đường. Trời đã sáng, người Do Thái không vào công đường vì sợ nhớ bẩn và không thể ăn mừng lễ vượt qua được. Vậy Phi-la-tô phải ra ngoài đón họ và hỏi rằng: Các ngươi tố cáo người này về tội chi? Chúng đáp lại rằng: Phi-la-tô bảo chúng rằng: Các ngươi hãy đem đi mà xử theo hiến pháp của các ngươi. Dân Do Thái đáp lại rằng: Chúng tôi không có phép nên làm sự tư lại. Như thế là ứng nghiệm lời Chúa Giê-xu đã nói: Người sẽ phải chết cách nào? Phi-la-tô liền vào trong công đường, gọi Chúa Giê-xu và hỏi người rằng: Ông có phải là vua dân Do Thái không? Chúa Giê-xu đáp rằng: Từ ý quan nói điều ấy, hay là quan đã nghe ai nói về tôi? Phi-la-tô trả lời rằng: Tôi có phải người Do Thái đâu, nhưng người trong nước ông và các vị thượng tế đã nộp ông cho tôi. Ông đã làm chi? Giê-xu đáp rằng: Nước tôi không thuộc về thế gian này. Giả như nước tôi thuộc về thế gian này thì quân đội của tôi đã chiến đấu để tôi thoát khỏi tay người Do Thái. Nhưng không, nước tôi không thuộc về thế gian này. Bây giờ Phi-la-tô hỏi người rằng: Ông là vua sao? Chúa Giê-xu đáp lại rằng: Phải, tôi là vua. Vì thế tôi đã sinh ra và đã xuống thế gian là để làm chứng cho sự thật. Ai hâm mộ sự thật thì nghe tôi. Phi-la-tô lại hỏi rằng: Sự thật là
chi? Nói thế rồi, Phi-la-tô lại ra bảo dân Do Thái rằng: Ta không thấy người này có lý do gì đáng lên án, nhưng trong dịp lễ vượt qua vẫn có lễ tha một người. Vậy các ngươi có muốn ta tha vua dân Do Thái cho các ngươi không? Bây giờ chúng kêu lên rằng: Ba-ra-ba là một tên trộm cướp. Phi-la-tô lại truyền điệu Chúa Giê-xu đến và cho hành hạ người. Bọn lính bện một vòng gai đặt trên đầu người và khoác cho người một áo đỏ. Chúng đến gần người nói rằng: Rồi chúng vá mặt người, Phi-la-tô trở lại và bảo dân rằng: Các ngươi hãy coi, ta dân người này ra ngoài để các ngươi biết. Ta không thấy người này một lý do nào để lên án. Vậy Chúa Giê-xu đi ra, đầu còn đội vòng gai và mình còn khoác áo đỏ. Phi-la-tô bảo rằng: Này là người. Các thượng tế và linh gia thay người liền kêu lên rằng: Phi-la-tô bảo chúng rằng: Các ngươi đem đi mà đóng đinh, còn ta, ta không thấy người này có tội gì mà lên án. Dân Do Thái trả lời rằng: Vậy Phi-la-tô càng thêm sợ hãi, ông lại vào công đường hỏi Chúa Giê-xu rằng: Quê ông ở đâu? Nhưng Chúa Giê-xu không đáp lại lời nào. Bây giờ Phi-la-tô bảo người rằng: Ông không trả lời tôi hay sao? Ông không biết tôi có quyền tha và cũng có quyền đóng đinh ông trên thập giá. Chúa Giê-xu đáp rằng: Nếu từ trên chẳng ban cho ông thì ông chẳng có quyền gì đối với tôi. Vì thế kẻ nộm tôi cho ông thì năng tội hơn ông. Từ đó Phi-la-tô tìm cách để tha Chúa Giê-xu, nhưng dân Do Thái lại kêu lên rằng: Phi-la-tô truyền đưa Chúa Giê-xu ra ngoài. Ông ngồi trên tòa cao gọi là Lithotrotos, tiếng Do Thái gọi là Gabatha. Hôm đó là ngày áp lệ vượt qua, vào khoảng 12 giờ trưa, Phi-la-tô bảo dân Do Thái rằng: Đây là vua các ngươi. Chúng đáp lại rằng: đem đi, đóng đinh nó vào thập giá.
trả lời rằng: Giết vua các người sao? Các thượng tế đáp lại rằng: Rồi Phi-la-tô trao người cho chúng đem đi đóng đinh. Chúng điệu người đi, người phải vác lấy thập giá, tiến về một nơi gọi là núi Sò, tiếng Do Thái gọi là Gôn-gô-tha. Ở đó chúng đóng đinh người trên thập giá cùng với hai người khác, mỗi người một bên, Chúa Giê-xu ở giữa. Phi-la-tô thảo một bản án và truyền đóng trên thập giá. Bản án ấy ghi rằng: Giê-xu Nazareth, vua dân Do Thái. Có nhiều người Do Thái đọc bản án này vì nơi Chúa Giê-xu bị đóng đinh ở gần thành. Bản án ấy lại được viết bằng tiếng Hy-ba, tiếng Latin và tiếng Hy-lạp. Vậy các thượng tế Do Thái đến thưa Phi-la-tô rằng: Phi-la-tô đáp lại rằng: Điều ta đã viết là viết. Đóng đinh Chúa Giê-xu rồi, chúng lấy áo người chia làm bốn phần, mỗi người một phần. Chúng lấy cả áo lót, nhưng áo lót không có đường may, và là tấm nguyên từ trên xuống dưới. Chúng liền bao nhau rằng: Như thế là trọn lời kinh thánh rằng: Chúng đã chia nhau áo và rút thăm áo lót, và quân lính đã làm như vậy. Đứng gần thập giá Chúa Giê-xu thì có mẹ người, bà Maria Cleopha là chị em với mẹ người, và Maria Magdalena thay mẹ người, và bên cạnh có môn đệ người yêu. Chúa Giê-xu thưa mẹ rằng: Thưa bà, này là con bà. Rồi người bảo môn đệ rằng: Đây là mẹ con. Và từ lúc đó, môn đệ đưa mẹ người về nhà mình. Chúa Giê-xu biết từ nay mọi sự đã hoàn tất, và để chọn lời sách thánh, người nói rằng: Ta khan. Ở đây có một bình đầy dâm, người ta liền lấy miên bọt bé thăm dâm chua, rồi buộc vào muôi đồng mà đưa lên cho người. Nêm một chút dâm, đoạn Chúa Giê-xu nói rằng: Mọi sự đã hoàn tất. Rồi người gục đầu xuống tạt thờ. Mời cùng đoàn quỳ. Mời cộng đoàn đứng. Là ngày áp lễ và không muốn để xa trên thập giá ngày Sa-bát, vì là ngày đại lễ, người Do Thái xin Phi-la-tô cho đánh dập ông chân những người bị tử hình và thao xác xuống. Bọn lính liền đến đánh dập ông chân người thứ nhất, rồi người thứ hai, cả hai bị đóng đinh với người.
đến gần Chúa Giêsu thay người đã chết. Chúng không đánh dập ông chân người nữa, nhưng có một tên lính lấy ngọn mác mà đâm vào cánh sườn. Tức thì nước và máu chảy ra. Kẻ đã xem thay việc này đã làm chứng, và chứng của người thì thật. Và người ấy biết rằng mình đã nói thật để anh em cùng tin. Mọi việc đó xảy ra để cho lời kinh thánh rằng người ta chẳng đánh dập cái xương nào của người. Và lời này rằng chúng nhìn xem người chúng đã đâm. Kế đó Giuse Arimathea, một môn đệ của Chúa Giêsu, nhưng là môn đệ trong bóng tối vì sợ người Do Thái, đến xin Phi-la-tô cho thao xác Chúa Giêsu xuống. Phi-la-tô cho phép, ông liền đến và cất xác người. Nicodemo cũng đến, ông này trước kia đã đến gặp Chúa Giêsu ban đêm. Ông mang một bình trộn dầu và thuốc thơm độ 100 cân. Họ hạ xác Chúa Giêsu xuống, sức thuốc thơm và liệm trong khăn theo cách thức người Do Thái thường làm. Ở chỗ Chúa Giêsu bị đóng đinh có một thừa vườn, và trong vườn ấy có một ngôi mộ còn mới, chưa chôn cất người nào. Vì là ngày dọn lễ của người Do Thái, và vì ngôi mộ ấy rất gần, nên họ an táng người ở đó. Đó là lời Chúa. Lời Chúa Kitô, lời khen Chúa. Kính thưa cộng đoàn, cách riêng các con thiếu nhi rất thân mến, chúng ta lắng nghe bài thương khó của Chúa Giêsu theo Thánh Gioan. Chúng ta thấy con người giữ ác với nhau. Chúa Giêsu là đấng vô tội, ngay cả quan Phi-la-tô đứng ra xét xử chẳng thấy Chúa Giêsu có tội gì. Nhưng giới lãnh đạo Do Thái và những người Do Thái lúc ấy vẫn tìm mọi cách để loại Chúa Giêsu ra khỏi kiếp nhân sinh. Và họ đã có những cách xử sự hết sức tàn ác, sỉ nhục, hành hạ, đánh đập và kết án tử hình Chúa chịu treo trên thập giá. Hình phạt khổ giá đối với người Do Thái là một sự ô nhục chỉ dành cho những người trộm cắp, những kẻ giết người, những người phản loạn. Và họ đã kết án Chúa Giêsu và xử sự với người như thế. Thưa cộng đoàn, con người chính vì ganh tị là muốn loại Chúa ra khỏi kiếp nhân sinh. Nhưng Thiên Chúa lại yêu thương con người vô cùng. Từ trong sự dữ con người gây ra, thì Thiên Chúa lại rút ra sự lành và trao ban tình yêu. Chính con một Thiên Chúa là Đức Giêsu Kitô đã vâng theo thánh ý Chúa Cha. Ngài bước đến bàn thờ thập giá để trao ban tình yêu. Khi Chúa Giêsu tắt thở, màn trong đền thờ sẽ xé đôi để nối kết dân thánh Chúa với Thiên Chúa, không còn sự ngăn cách nào. Chúa Giêsu chịu treo trên thập giá và cạnh sườn người bị đâm thâu mở ra để nước và máu tuôn trào, khơi nguồn ơn cứu độ. Và chúng ta
được đón nhận bí tích rửa tội, được đón nhận chính máu Thánh Chúa qua hy tế mà chúng ta được hiện tại hóa dâng trong thánh lễ mỗi ngày, để chúng ta được bước vào trong trái tim Chúa Giêsu, vào trong lòng thương xót của Thiên Chúa là Cha, nhờ kết hiệp mật thiết với Con một ngày là Đức Giêsu Kitô đứng đã lấy thân mình để làm của lễ đền tội, để làm của lễ tinh tuyền dâng lên Chúa Cha và chuộc hết tất cả mọi tội nhân trở về với Thiên Chúa và nối kết tất cả chúng ta trong Ngài để chúng ta được xứng đáng làm con cái Thiên Chúa. Chúng ta vui mừng tạ ơn vì luôn được ở trong tình yêu của Thiên Chúa và cũng tháp nhập chính đời mình trong thập giá Chúa Giêsu để dâng lên Thiên Chúa là Cha, là của lễ. Và thưa cộng đoàn, chúng ta đón nhận nguồn mạch tình yêu từ Con một Thiên Chúa là Đức Giêsu Kitô. Chúng ta cũng thương mến anh chị em để chúng ta cư xử với nhau trong tình yêu, và như thế chúng ta luôn ở lại trong lòng thương xót của Thiên Chúa. Giờ đây chúng ta cùng dâng lời nguyện chung.